Liệu khách sạn rát vàng của tập đoàn Hòa Bình có phải nơi ẩn náu của tình báo Hoa Nam? Ông chủ tập đoàn Hòa Bình, đại gia Nguyễn Hữu Đường có biệt danh là Đường Bia hay Đường Man, được nhiều người biết đến với tham vọng giải cứu hàng Việt trước dòng lũ hàng Trung Quốc giá rẻ. Thế nhưng là một điều là vị đại gia này lại có mối quan hệ thân thiết, hợp tác chặt chẽ với nhiều doanh nghiệp Trung Quốc. Điều khiến dư luận bất ngờ hơn là Mới đây khi hòa bình khánh thành khách sạn Vịnh Vàng Đà Nẵng, nơi đây có thể kiểm soát mọi biến động của vùng ba hải quân, thì đích thân nguyên đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam bay từ Bắc Kinh sang tham dự. Chính vì mối quan hệ thân mật này khiến dư luận hoài nghi và đặt câu hỏi phải chăng đây là căn cứ địa của tình báo Hoa Nam, hoạt động thu thập thông tin nhằm thôn tính Đà Nẵng. Sau khi xuất ngũ năm 1981, ông Đường hành nghề chở bia thuê nhưng chỉ sau 8 năm, ông thành lập hẳn nhà máy bia, trị giá đến 250 tỷ đồng. Đến năm 2004, ông bắt đầu lấn sân sang bất động sản, với nhiều dự án làm nên tên tuổi như Tháp đôi Hòa Bình, Somerset, Trung cư cao cấp Hòa Bình, Green City, Trung tâm Thương mại, V+. -Cộng. Điều đáng nói là những dự án này đều được dát vàng thành lan can căn hộ, cửa thang máy và tất cả các chi tiết bằng kim loại. Với chi phí thi công đắt đỏ như thế, nhưng ông không hề bị lỗ. Không như các đại gia có máu mặt như Trịnh Văn Quyết, Dương Công Minh, Vũ Quang Hội, Vũ Văn Tiền, vân vân, Tất cả họ đều sử dụng nguồn tài nguyên quốc gia, khoáng sản, đất đai của người dân để làm giàu. Riêng ông Đường Bia thì có cách làm giàu khác biệt. Tiên phong trong phong trào chống hàng Trung Quốc giá rẻ. Trước cơn lũ hàng Trung Quốc lấn át hàng Việt, khiến hàng Việt không còn chỗ đứng ngay trên sân nhà. Ông chủ hòa bình đã đầu tư xây dựng chuỗi trung tâm thương mại về cộng trên khắp cả nước và dành 5 tầng 25.000 m2 sàn trung tâm thương mại thuộc tổ hợp chung cư Hòa Bình Green City cho các doanh nghiệp sản xuất hàng Việt thuê miễn phí với điều kiện là phải bán hàng xuất xứ từ Việt Nam, giá phải thấp hơn 30 đến 50% so với giá bên ngoài. Thậm chí ông Đường cũng đang vận động chính phủ mở rộng mô hình này trên khắp toàn quốc nhằm giúp hàng chục nghìn doanh nghiệp không phải đóng cửa hàng năm. Đồng thời hỗ trợ tích cực chiến dịch khuyến khích người Việt dùng hàng Việt. Tuy nhiên, sự thật là rất ít doanh nghiệp Việt có thể thụ hưởng sự ưu đãi đó. Hiện tại, những doanh nghiệp này đang rơi vào tình trạng buôn bán ế ẩm và muốn rời trung tâm thương mại này. Phải chăng hòa bình cố tình khoác lên vỏ bọc chống Trung Quốc nhưng thực ra không phải như thế. Mối quan hệ của hòa bình với Trung Quốc trên cả thân mật. Đi đầu trong phong trào chống hàng Trung Quốc giá rẻ, Thế nhưng ông Đường Man lại có mối quan hệ hợp tác chặt chẽ với Trung Quốc. Có lẽ không có ai biết đến mối quan hệ thân thiết này nếu như ông Hồ Càn Văn, nguyên đại sứ đặc mệnh toàn quyền Trung Quốc không tiết lộ. Hôm Hòa Bình Khánh Thành khách sạn Vịnh Vàng Đà Nẵng thuộc tổ hợp căn hộ khách sạn 5 sao Hòa Bình Green Đà Nẵng, chắc có lẽ mối quan hệ trên cả thân mật nên phải đích thân ông Hồ Càn Văn bay từ Bắc Kinh sang dự lễ. Ông đại sứ còn tiết lộ Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Hòa Bình Nguyễn Hữu Đường là người bạn rất thân thiết, đáng mến và đáng khâm phục đối với ông. Ông còn khẳng định Hòa Bình hợp tác chặt chẽ với hàng loạt doanh nghiệp Trung Quốc trong nhiều năm qua, ở phạm vi rất rộng và có nhiều kết quả tốt đẹp. Chủ tịch tập đoàn Nguyễn Hữu Đường có sang thăm Bắc Kinh, Thẩm Dương, Hàng Châu, Thượng Hải, Quảng Châu, vân vân. Từ một anh chàng đạp xích lô, bỗng dưng trở thành đại gia bất động sản nghìn tỷ khiến người ta nghi ngờ liệu đằng sau những công trình này có bóng ma của các doanh nghiệp Trung Quốc tài trợ. Một mặt là tuyên bố tẩy chay hàng Trung Quốc, thế nhưng đằng sau lại hợp tác vui vẻ. Phải chăng ông Đường đang tung hỏa mù đánh lạc hứng dư luận nhằm mục đích hoặc âm mưu gì chăng? Khách sạn Vịnh Vàng Đà Nẵng, nơi ẩn náu của Cục Tình Báo Hoa Nam. Khách sạn này có gì đặc biệt? Thứ nhất, thuận tiện cho việc đi lại vì từ đây có thể dễ dàng kết nối với sân bay quốc tế Đà Nẵng, trung tâm thành phố bãi biển Mỹ Khê, phố cổ Hội An. Thứ hai, đến đây du khách có thể chiêm ngưỡng cảnh đẹp của Đà Nẵng. Điều đặc biệt nữa là nơi đây có bể bơi và tất cả các vật dụng của khách sạn đều được dát vàng 24K. Thử nghĩ một người dân Việt bình thường làm lũ không đủ sống thì làm sao có điều kiện sử dụng những dịch vụ như thế này. Ông Hồ Càn Văn từng khẳng định, khách sạn Vịnh Vàng sẽ đóng góp vào việc đáp ứng nhu cầu du lịch khách Trung Quốc. Vậy nơi đây sẽ chỉ phục vụ cho những người Trung Quốc thôi ư? Hay còn nhiều mục đích khác? Bởi tại bể bơi rát vàng của khách sạn cao 29 tầng này, du khách có thể dễ dàng quan sát và ghi nhận mọi sự biến động của tàu thuyền ra vào khu vực cảng Tiên Sa thuộc cảng Đà Nẵng, cũng như khu vực cảng quân sự thuộc Hải quân vùng 3, chấn giữ ở vị trí nhạy cảm về an ninh quốc phòng. Khi Khánh Thành thì đích thân nguyên đại sứ Trung Quốc sang dự. Liệu khách sạn có mối quan hệ gì mờ ám với Trung Quốc? phải chăng bắc kinh đang đổ tiền vào đầu tư nơi đây để làm một căn cứ hoạt động bí mật nếu chúng ta tinh ý một chút thì có thể dễ dàng nhìn thấy điều ẩn ý mà ông nguyên đại sứ hồ càn văn phát biểu trong buổi lễ khánh thành sự ra đời của những khách sạn như vịnh đà nẵng có chỗ ở chỗ ăn đàng hoàng rồi cho du khách trung quốc vậy xin hỏi từ giờ khách trung quốc sang việt nam du lịch không có chỗ ở đàng hoàng hay sao hay ông muốn ám chỉ là tình báo hoa nam đã có căn cứ xa hoa công khai minh bạch để làm trốn nương thân dễ bề hoạt động thay vì trước đó phải lén lút là người từng tham gia quân đội chắc hẳn ông biết rõ hậu quả những nơi nhạy cảm về an ninh quốc gia khi rơi vào tay giặc ngoại bang thế nhưng ông đường lại xây khách sạn ngay tầm ngắm vào căn cứ quân sự của nước nhà phải chăng ông đường đang tiếp tay cho trung quốc thôn tính đà nẵng trong nay mai đà nẵng là khúc ruột miền trung nếu chiếm được nơi đây thì có thể dễ dàng chia cắt việt nam thành hai miền nắm được vai trò trọng yếu này trung quốc khuyến khích người dân sang du lịch và sinh sống thành lập khu phố và mua đất sát những khu căn cứ quân sự trước đó là những dự án của tập đoàn sun group nay lại đến hòa bình group tất cả đều chĩa mũi nhọn vào căn cứ quân sự đà nẵng như vậy xin hỏi ai cấp phép cho những dự án trên ai đã biến đà nẵng thành lãnh địa riêng của người trung quốc phải chăng chính vì những điều này mà khiến Hai lãnh đạo Đà Nẵng, Huỳnh Đức Thơ và Nguyễn Xuân Anh, người thì bị kỷ luật cảnh cáo, người thì bị cách chức. Như vậy, sau bao lâu nữa thì Đà Nẵng sẽ về tay Trung Quốc nếu còn những dự án nhạy cảm như thế này. Đà Nẵng khánh thành tổ hợp khách sạn 5 sao có bể bơi dát vàng lớn nhất thế giới. Sáng ngày 1 tháng 10, tập đoàn Hòa Bình đã khánh thành tổ hợp khách sạn Căn hộ Hòa Bình Green Đà Nẵng để đưa vào phục vụ tuần lễ cấp cao APEC 2017 vào đầu tháng 11, đồng thời xác lập nhiều kỷ lục mới trên thị trường xây dựng và bất động sản du lịch Việt Nam. Tổ hợp Hòa Bình Green Đà Nẵng tọa lạc trên khu đất 12.327,7m2 trên đường Lê Văn Duyệt, ngay bên cạnh cầu Thuận Phước thuộc phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà. Diện tích xây dựng là 3.800m2, cao 29 tầng, tổng cộng 1.824 phòng khách sạn căn hộ tiêu chuẩn 5 sao. Đây cũng là tòa nhà có số phòng khách sạn lớn nhất Việt Nam, hơn 1.600 phòng, cùng hệ thống tiện ích nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí đa dạng. Chủ tịch tập đoàn Hòa Bình Nguyễn Hữu Đường cho hay, dự án được xây dựng với tiến độ nhanh kỷ lục trên thị trường xây dựng Việt Nam. Trung bình cứ 64 giờ lại hoàn thành một sàn xây dựng có tổng diện tích lên tới 3.800 m2, nhanh gấp đôi so với tiến độ xây dựng các công trình cao tầng thông thường hiện nay. Bên cạnh đó, chủ đầu tư và các nhà tư vấn cũng quan sát chặt chẽ chất lượng công trình đảm bảo có thể chống được động đất cấp 8, đồng thời hoàn thiện tỉ mỉ đến từng chi tiết theo yêu cầu khắt khe của Công ty Quản lý Quốc tế về tiêu chuẩn khách sạn 5 sao. Nhận thức được ý nghĩa quan trọng tuần lệ cấp cao APEC 2017 cũng như hiệu ứng tích cực của sự kiện chính trị trọng đại này sẽ tạo ra đối với du lịch Đà Nẵng trong tương lai, Chúng tôi vừa thiết kế, vừa thi công và hoàn thiện chỉ trong vòng 15 tháng, đúng theo tiến độ cam kết với chính quyền thành phố Đà Nẵng để kịp phục vụ APEC. Đây là công trình an toàn nhất từ trước đến nay vì trong suốt quá trình thi công, trên công trình không xảy ra bất cứ một tai nạn nào. Trong quá trình xây dựng, chúng tôi hợp tác với nhiều kiến trúc sư, kỹ sư xây dựng hàng đầu thế giới đến từ Nhật, Anh, Mỹ, Singapore. Họ đều có chung nhận xét để xây dựng được công trình lớn như Hòa Bình Green Đà Nẵng, phải mất tối thiểu là 36 tháng. Vì vậy, họ rất khâm phục ý chí, tinh thần làm việc của người thợ xây dựng Việt Nam. Hôm 20 tháng 8 vừa qua, các công trình của Tập đoàn Hòa Bình được động giả báo xây dựng, bình chọn đạt thương hiệu xây dựng hàng đầu Việt Nam, ông Nguyễn Hữu Đường cho hay. Trong khuôn khổ dự án, Tập đoàn Hòa Bình còn xây dựng khu công viên 9 kỳ quan thế giới rát vàng, gồm những công trình biểu tượng thu nhỏ như Khải Hoàn Môn, Kim Tự Tháp, Chủ Một Cột, vân vân. Bên cạnh đó là phòng khám đa khoa quốc tế rộng 2.000m2 với trang thiết bị hiện đại và đội ngũ bác sĩ uy tín đến từ Mỹ, Pháp, Singapore và Việt Nam. Kết quả khám bệnh của phòng khám sẽ được công nhận trên toàn cầu, góp phần thu hút khách du lịch trong và ngoài nước đến nghỉ dưỡng kết hợp với khám bệnh mà không phải bay sang Singapore như hiện nay. Đặc biệt, trên nóc của tòa nhà Hòa Bình Green Đà Nẵng là một bể bơi vô cực lát gạch phủ vàng 24k tại lễ khánh thành tập đoàn hòa bình đã được tổ chức kỷ lục Việt Nam Việt Kings chính thức trao chứng nhận tổ hợp căn hộ khách sạn có bể bơi vô cực rát vàng 24k cao nhất và lớn nhất Việt Nam đồng thời tổ chức Liên Minh kỷ lục thế giới World King cũng xác nhận và công bố là bể bơi vô cực rát vàng 24k cao nhất và lớn nhất thế giới hiện nay